Lên tiếng các trang Spency được gửi đây chào đến tất cả quý vị đã đến cùng với Cozy Mode buổi tối ngày hôm nay. Và xin chúc cho tất cả quý vị và đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp, chúng ta sẽ có một ngày 8 tháng 3 thật ý nghĩa và thật nhiều niềm vui ạ.
Đại Việt. Và ca khúc này cũng được trình bày rất là thành công bởi nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta, Love Potion Number 9. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.
Và ca khúc vừa rồi thì anh nghĩ là nếu như mà quý vị nào là fan cuồng của Heavy Can thì chắc chắn là sẽ nhận ra bài hát này đúng không ạ? Khúc Happy Together. Vâng, và ca khúc tiếp theo xin được phép được tặng riêng cho tất cả những cô gái, tất cả những người phụ nữ đang ngồi ở bên dưới ạ. Một ca khúc nhạc Pháp được nghệ sĩ Phạm Duy viết lại lời Việt, ca khúc mang tên Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và ca khúc này thì cũng xin được chúc cho tất cả các cô, các chị, các em ở đây mình sẽ có thật là nhiều may mắn, thật là nhiều thành công trong cuộc sống, và mình lúc nào cũng luôn là những cô gái rất là xinh đẹp ạ. Đêm nay ai cũng cho em là sinh nhật nơi đây. Đẹp xinh. Cho nên khiêu vũ em như bừng sáng sáng xa khơi. Sáng khơi. Đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm. Quý vị cũng là một ca khúc rất là quen thuộc, và đang nghĩ là khi mà cái đoạn intro cất lên thì đang nghĩ là tất cả quý vị dưới mình sẽ nhận ra được ca khúc gì ạ. Thank you.
rất nhiều. Trước khi hát ca khúc tiếp theo thì anh xin phép hỏi quý vị ở đây là xin phép hỏi các anh là các anh đã từng yêu cô gái nào mà